Idol Thế Vũ, Idol Thế Vũ ơi, Idol Thế Vũ ơi, em ngưỡng mộ anh lắm. Thế Vũ ơi, anh có thể nào hướng dẫn cho em back level được không ạ? Em yêu anh lắm luôn. Ok, hôm nay Thế Vũ Plan sẽ hướng dẫn các bạn động tác back level, hay còn gọi là treo ngang sau trên xà đơm. Thì đây là động tác bổ trợ cho động tác full balance ha. Skin the cat lộn ra đằng sau. Thì để lộn ra đằng sau thì có nhiều cách. Có thể là các bạn sẽ cuộn qua. Đó. Lúc qua đúng không? Thả xuống. Đó. Thì với các học viên lớp Thế Vũ Calisthenics and Street Workout thì mình hay cho các bạn tập với cái xà hấp trước ha, nó sẽ dễ hơn. Ok. Thì ở dưới xà hấp các bạn sẽ không có sợ, các bạn chỉ có việc cuộn qua thôi. Thì ban đầu nè, các bạn có thể chưa đủ lực luôn thì các bạn sẽ chèo cái phần chân qua, gác lên sạc kéo qua. Rồi, sau đó đó, cứ bình tĩnh, đó, bước xuống tầng bậc nè. Rồi, bước xuống, các bạn thấy đơn giản không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tập lộn về nè. Tập lộn về. Đó, bước lên, đó. Rồi, ok, thả xuống thấy không? Đơn giản, đứa con nít hay là các bạn nữ còn làm được nữa mà, thấy không? Thì các bạn nữ nên tập đi, để cho cái phần cổ tay chúng ta nó bám được nhiều. Thì khi mà cái cổ tay chúng ta nó bám được không? Và cái lực cẳng tay nó được sử dụng nè, thấy không? Nè, khi mà bám không, cái lực cẳng tay nó được sử dụng đó, thì cái cổ tay chúng ta nó sẽ khỏe hơn. Và khi mà chúng ta cái cổ tay nó khỏe đó, thì khi chúng ta cầm nắm hoặc là khi mà ví dụ như bị chống xuống đất đi, thì cái cổ tay của chúng ta nó đã khỏe từ cái việc chúng ta rèn luyện từ những cái bài tập này rồi, thì chúng ta sẽ không bị chấn thương cái cổ tay. Ok, rồi làm lại nha. Bò qua nè. Rồi bò qua kia, bò qua. Rồi, bò về, nó làm nhiều lần lên. Nó làm nhiều lần lên cho nó quen. Đó. Rồi, ok. Tiếp tục bò. Đó, đến đây là các bạn đã hết sợ rồi. Đến đây là các bạn đã hết sợ rồi, thì cứ thử làm luôn. Hết sợ rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu tập cái việc chúng ta sẽ qua nhanh hơn. Qua nhanh hơn nè. Đó, qua nhanh hơn, hạ xuống. Đó không? Rồi, quay ngược lại. Làm nhanh hơn. Chúng ta phải có tăng cái tốc độ lên ha. Rồi, ok. Nếu được rồi các bạn sẽ dùng lực thêm, các bạn sẽ không dùng đà nữa, qua nhanh hơn. Đó, rồi lộn về. Đó, làm liên tục, qua về, qua về. Đó, ok, đến phần tiếp theo chúng ta sẽ dùng lực và kiểm soát cái việc skin cái của chúng ta một cách hiệu quả nhất. Sử dụng lực nắm của phần cẳng tay như nãy mình nói ha. Sử dụng lực nắm kéo lên từ từ. Rồi, lộn qua. Rồi, sau đó các bạn cố gắng nè. Nó thả, có thể đầu nó còn nặng nữa, thật là nó còn nặng xuống. Nó xuống, nhưng mà ráng kiểm soát chậm. Các bạn xuống càng chậm đó thì cái phần vai của bạn nó phải chịu lực nhiều, nó phải control nhiều hơn để nó kiểm soát, thì cái phần vai của bạn, cái phần vai trước đó, nó sẽ khỏe hơn, và để mà nó bổ trợ cho các bạn tập back lever ha. Thì cái back lever khỏe thì sau này chúng ta sẽ tập lên mấy cái bench arm planks hay là full plank, nó hiệu quả hơn. Coi như back lever nó là bổ trợ đó, nó là nền tảng cho những cái động tác nâng cao hơn như full plank ha. Ok. Rồi chúng ta cũng thử dùng lực nè. Từ ở dưới, rồi dùng lực vai kéo ngược lại nè. Đó. Đó. Rồi ráng hạ chậm xuống để cho nó vô cái phần xô, thấy không? Rồi lại. Nó tự dùng lực chúng ta kéo lên nè. Đó. Rồi xuống chậm nè. Đó. Đến khi mà chân của chúng ta nó ráng xuống hết vậy để cho cái phần vai của chúng ta nó dẻo hơn ha. Cái này là bẻ phần vai nè. Rồi từ đây, dùng lực kéo lên. Đó. Ok. Rồi, dần dần chúng ta sẽ làm, chúng ta sẽ tập các bạn hả một thời gian, nó sẽ xuống được back tuck lever ha. Tuck back lever. Rồi, ok. Tuck back lever, rồi ráng giữ lại. Ok, nó ráng giữ lâu lên. Rồi có thể tập thêm back lever, tuck back lever kéo cũng được ha. Ok. Một cái phần quan trọng chính là cái bài back lever raise. Thì cái bài các bạn raise nhiều thì đương nhiên là nó sẽ, thấy không? Nó giống như là các bạn kéo giống như cầm tạ mà kéo vậy đó, thì nó sẽ vô cái phần vai trước rồi, thấy không? Nó chúng ta phải cảm nhận được cơ thể của chúng ta. Thì chúng ta làm back lever raise nhiều ở cái tư thế top back lever để xây dựng cái nền tảng cho vai, mai mốt nó sẽ khỏe lên. Thì chúng ta sẽ làm cái plank press, hiểu không? Nếu như nó bổ trợ plank press vậy bạn, cứ tập thì nó sẽ bổ trợ cho plank. Rồi, top back lever tốt rồi đúng không? Rồi giơ lên là hạ xuống. Giơ lên đảo ngược là cái là handstand rồi, thấy không? Đó, inverted hand nè, thì nó giống như handstand. Đó,
Ok. Nó làm nhiều lần lên cho vai nó khỏe. Và cũng như là tăng lực nắm của cái phần cổ tay, cẳng tay, thì chúng ta là sau này tập lên những cái tư thế nâng cao hơn, nó không bị đau cái phần cổ tay như plank ha. Rồi, ok. Xin mời thầy thử trên cái xà cao. Rồi, never. Rồi, thử kéo luôn. Kéo. Đó, kéo nhiều vào cho nó khỏe lên. Rồi sau đó các bạn sẽ tập nhả ra từ từ ha. Nhả ra từ từ. Đó, cứ nhả ra từ từ. Nó nhả khi mà các bạn giữ được advance rồi. Sau đó ra straddle và ra full ha. Chúng ta không có nhất thiết phải tập cái one leg đâu. Chúng ta không nhất thiết phải tập cái one leg. Và mỗi cái progression á, các bạn cũng tập tương tự, vừa kéo nè, rồi vừa raise nó cho nó khỏe lên, nó làm nền tảng để nó qua những cái progression tiếp theo. Thì cuối cùng các bạn sẽ ra được full back lever ha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn tập luyện tốt cùng back lever nhé. Mình là Thái Vũ Plans. Goodbye. You were everything that I wanted. You are nice to be, supposed to be, but we lost it, yeah, yeah. All of the memories so close to me just fade away. All this time you were pretending so much for my happy ending. Oh, oh, oh. Look at your dumb friends, I know what they say. They tell you I'm difficult, but so are they. They don't know me, do they even know you? All the things you hide from me, all the shit that you do. You were all the thing. Ai đoán được tên bài hát này hãy comment dưới video nhé.